ai sẽ cùng bạn đi đến cuối con đường. Người ta thường bảo nhau rằng cuộc đời chúng ta sẽ gặp ba loại người sau đây. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ thấy hối tiếc về hành trình yêu thương của mình. Thứ nhất là người bạn yêu thương vô cùng. Và thứ hai là người yêu bạn vô bờ bến. Và người thứ ba chính là người đúng thời điểm, người sẽ cùng bạn đi đến cuối con đường. Và mình xin kết nối năng lượng vũ trụ, rất biết ơn thông điệp vũ trụ gửi vào trong trải bài. Xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Đầu tiên các bạn có lá bài Nữ Hoàng Tiền. Lá bài thứ hai các bạn có lá bài Vua Tiền. Và lá bài cuối cùng kết quả của mối tình này, đó là các bạn có lá bài Sáu Gậy. Và lá bài đầu tiên, Nữ Hoàng Tiền đại diện cho năng lượng các bạn ở hiện tại. Thì tại thời điểm hiện tại, các bạn hình như quá tập trung vào thế giới vật chất. Bạn bị ám ảnh về nó luôn. Đôi khi bạn cần phải làm gì đó cho đừng tập trung vào nó nữa. Bởi vì khi một vật chất bạn có được rồi á, thì bạn sẽ gặp khó khăn trong những vấn đề khác. Giống như là tình cảm và những cái mối quan hệ. Nếu như bạn không quan tâm đến những cái mặt khác trong cuộc sống này, nó sẽ khiến cho bạn mất đi nhiều thứ trong tầm tay. Do đó bạn cần phải thận trọng hơn trong sự suy tính của mình. Biết ưu tiên việc gì. Nếu như bạn muốn có một người yêu, thì nhất định lúc này bạn cần phải tập trung và đi kiếm tình yêu. Và bản thân của bạn lúc này cũng yêu thích sống độc lập lắm. Bạn biết dành thời gian chăm sóc cho bản thân của mình cũng như tâm hồn rồi. Bạn cũng là con người mà dễ chịu, khiến cho mọi người có cảm tình. Do đó các vệ tinh vây quanh bạn cũng không có thiếu. Nhưng mà bạn lại không có muốn quen ai hết, bởi vì bạn đã bị một cái tổn thương khi xưa. Điều này khiến cho bạn bị từ chối những cơ hội đến với mình. Bạn cũng không muốn là quan tâm đến người nào hết, bởi vì bạn không có muốn để cho đối phương biết bạn cảm xúc có với họ. Bạn sợ lắm. Bạn sợ hồi trước đó, mình yêu thương người ta, mình đưa cảm xúc mình ra hết trơn à. Họ hiểu được, cuối cùng họ lấy cái đó, họ làm đau các bạn rất nhiều. Do đó, bạn bây giờ bạn muốn cái gì đó thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Bởi vì bạn muốn là một kiểu người của gia đình, một kiểu người mà dù có bộn bề cuộc sống đến đâu cũng sẽ phải chăm lo cho cuộc sống gia đình thực sự gọn gàng và ngăn nắp. Thì cái người này bạn cần là cần một người trưởng thành, chứ không phải cần một cái người mà chưa thực sự trưởng thành, còn ham chơi hay gì đó, là không phải là đối tượng bạn nhắm tới. Thật ra ở giai đoạn này các bạn không có hề ảo mộng. Bạn luôn biết là mình cần gì và muốn gì. Bạn bình tĩnh lắm. Bạn thấy được cái sự tín nhiệm và tin tưởng, tình cảm của mọi người xung quanh. Chứng tỏ bạn sống thật sự là rất rộng lượng. Bạn rất là nhạy cảm với mọi vấn đề. Nhưng đặc biệt bạn ngăn cái dòng cảm xúc của mình đối với tình yêu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lá bài thứ hai đại diện cho năng lượng của người sẽ tiến vào cuộc sống của bạn là ai và họ là người như thế nào. Bạn sẽ gặp một người thật sự là mạnh mẽ lắm. Cái người rất là sành điệu, họ có khiếu thẩm mỹ đích thực luôn. Đối với đồ ăn, thức uống và trang phục và những điều kiện sống trực tiếp, tức là một cái người thiên về cái thế giới vật chất giống bạn luôn. Tại vì bạn mang năng lượng vật chất thì đương nhiên cái người này cũng sẽ là mang năng lượng vật chất. Và người này sẽ rất vui vẻ khi mà họ tiêu tiền của họ cho một cái gì đó thực sự xứng đáng. Và họ hạnh phúc nhất khi mà cái điều này họ làm đối với bạn bè và gia đình của mình. Một nhân vật thực sự đáng yêu và vui tính. Cái người này dễ cười ha, hào sảng và sẵn sàng ban tặng sự thoải mái hào phóng và đề cao bạn bè rất là nhiều. Do đó nếu như bạn gặp người này, bạn nên duyên vợ chồng thì nhất định cái vấn đề bạn bè, họ coi trọng bạn bè của họ là điều bạn phải lưu tâm tới. Đừng bao giờ đụng tới cái sự đề cao bạn bè của họ ha. Lưu ý cho mình cái điều này. Bản thân của người này cũng thiên về thế giới vật chất, do đó họ cũng thành công về mặt tài chính rất là nhiều và cũng đang trên con đường đi tìm kiếm cho mình một mối quan hệ lâu dài. Nhưng dường như cái yêu cầu của cái người này rất là khắt khe. Họ không có hấp tấp và họ muốn biết chắc chắn đối phương của họ thực sự phù hợp. Kiểu là cái môn trăng hổ đói á. Do đó nếu như bạn phát triển được về mặt tài chính, bạn độc lập thì chắc có thể bạn sẽ gặp được người này. Và họ không dễ dàng để tiến tới mối quan hệ với người mới gặp trong thời gian ngắn. Và họ cũng sẽ không phát tín hiệu nếu như bạn không thực sự là người họ muốn.
bởi vì họ muốn là một quan hệ bền vững lâu dài giống bạn luôn. Đôi khi họ sẽ là khô khan, nhưng chắc chắn họ là người tốt và đáng tin tưởng. Và cái người không biết thể hiện cảm xúc ra ngoài đâu. Khi bạn gặp họ, có thể là họ không biết thể hiện cảm xúc, do đó bạn nghĩ các người này không thích bạn. Nhưng mà bạn phải lưu ý rằng họ thể hiện với bạn qua những cái món quà, qua những hành động. Ở họ bạn cảm thấy cái sự vững chắc rất là nhiều, bạn an tâm khi dựa dẫm. Họ sẽ tập trung vào công việc rất là nhiều hơn tình yêu. Do đó các bạn đừng tỏ ra giận dỗi, mà hãy cho họ thấy sự lãng mạn của bản thân bạn, sự ủng hộ của bạn trong công việc và ủng hộ bạn của họ. Đây là cái điều bạn phải lưu ý, bởi vì người này là cái người đàn ông của trụ cột, người coi trọng bạn bè, người coi trọng cái mối quan hệ lâu dài. Do đó thực sự đây là một cái sự lựa chọn tốt nhất cho gia đình ổn định. Và nếu như các bạn gặp những người thuộc cung đất như Ma Kết, Sử Nữ và Kim Ngưu, thì đặc biệt những cái cung này họ tham thích cuộc sống rất là ổn định và họ thích làm việc lắm các bạn. Do đó nếu như bạn gặp những người ở cung này thì cơ hội cái người này là chân mạng thiên tử của mình nha. Các bạn phải lưu ý về cung đất. Bản thân cái người này rất có trách nhiệm, tâm trí rất mạnh mẽ, khiêm tốn cẩn thận lắm. Một người giữ tình cảm rất là tốt, một người thích sự ổn định. Do đó bạn phải biết là đánh mạnh vào cái chiều hướng là sự ổn định của người này. Bởi vì cái người này họ làm cái gì cũng chậm rãi và từ từ hết, không có hấp tấp. Và lá bài cuối cùng đại diện cho năng lượng của kết quả là gì? Các bạn hãy vui mừng đi với tư thế ngẩng cao đầu. Thực sự các bạn đang thể hiện sự tự tin và tự hào của mình. Đây là điều rất là tốt, bởi vì đây là lá bài đại diện cho thành công và chiến thắng. Một thành tích có lợi nhất cho các bạn. Nó biểu hiện có những cố gắng bạn hồi xưa giờ đã được công nhận, được tán thưởng. Đây là một lá bài bạn sẽ thấy được là bạn có được sự ủng hộ từ đám đông về mối tình của các bạn. Một sức mạnh về sự ổn định và đại diện cho mọi thứ bạn cần có trong mối quan hệ. Tức là vừa có vật chất mà vừa có tình cảm. Nhưng mà tình cảm này không có được thể hiện ra bên ngoài rất nhiều, mà nó thể hiện qua những hành động cụ thể. Một gia đình ổn định, cái gì đó ổn định thực sự mà chúng ta tìm kiếm sẽ có được, bởi vì bạn cũng muốn năng lượng ổn định và cái người này cũng là cái năng lượng ổn định luôn. Do đó bạn sẽ tìm thấy một người mà họ có thể hướng dẫn, hỗ trợ bạn rất nhiều. Họ giúp đỡ cho bạn có đủ cái phẩm chất cần thiết để bạn có một cuộc hành trình mà bạn tình yêu thương. Mà không có gì đó, bạn sẽ không có bị ồn ào đâu. Tất cả mọi thứ là rất từ từ và rất đẹp. Vũ trụ muốn thông báo với các bạn rằng cái sức mạnh và sự yêu thương tuyệt vời, thành công trong mối quan hệ của bạn rất là cao. Do đó bạn hãy cùng nhau và vươn cao, và cái mục tiêu ổn định của hai bạn sẽ được là vũ trụ ủng hộ. Hai bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kiến thức của mình, chia sẻ những giá trị của mình với nhau luôn. Do đó thật sự đây là một cái người trong mơ sắp bước vào cuộc đời các bạn. Người này sẽ tự tin, thành công về vật chất và bạn sẽ được nâng đỡ từ họ rất là nhiều. Và con số may mắn của các bạn là số 6, có thể là 6 tháng nữa, 6 tuần nữa, hoặc người này thuộc là số chủ đạo là số 6 trong thần số học, hoặc là thứ 6, tháng 6, bạn sẽ gặp người này. Và họ đại diện cũng có thể đến từ các cung lửa như Sư Tử, Bạch Dương và cung Nhân Mã. Thì cái người này tính cách cũng thẳng thắn, sôi nổi, hòa đồng và tốt bụng. Họ kiên trì với mục tiêu nhưng không có vẻ giỏi che giấu cảm xúc. Do đó có thể họ sẽ nóng tính, mà các bạn không sao đâu. Mình lấy nhu thắng cương nha các bạn. Và các bạn sẽ có mối quan hệ thực sự tốt đẹp với người này. Và đây là một mối quan hệ thực sự vững chắc về mặt tài chính, ổn định về mặt cảm xúc. Nhưng có phần hơi khô khan ha. Mình xin cảm ơn các bạn xem trải bài. Và trải bài chiều nay sẽ là trải bài tâm tư mà họ muốn gửi với bạn là gì trước khi bạn và họ gặp nhau. Mình sẽ chia sẻ các bạn ở chiều nay và các bạn nhớ đón xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.